em nó sai thì các anh cứ để cho nó từ từ nó giả, còn giữ nó hoặc là làm cái gì nó đấy là các anh sai đấy. Cho này đấy, các anh làm như thế là các anh hơi sai đấy. Vì sao? Vì em chỉ nói anh là cuộc sống này anh em mình ai cũng lúc vấp ngã anh ạ, ai có lúc vào đường cùng, không nên ép người quá đáng. Quan điểm của em là như thế. Còn các anh hôm qua anh có mấy anh em trong Đà Nẵng mà ví dụ thế, ví dụ là nó có như thế đi thì bỏ qua cho nó, để cho nó cơ hội để nó giả chứ. À không, ý nói thế. Có cái gì thì anh em để cho nó cơ hội để nó trả cho, chứ còn mình có ép nó đến cùng thì nó cũng chỉ thế thôi, đúng không? Khi người ta đến đường cùng thì nó còn quay lại nó cắn cho đấy. Ok, hiệu B nhá. Tất cả mọi cái thì anh em mình đều giải quyết bằng tình cảm được hết. Đấy. Cơ hội sửa sai, đúng rồi. Không, cái chuyện mà cái chuyện anh em mình ai cũng thế thôi. Trong cuộc sống anh em mình không ai có không có lúc bế tắc cả. Bế tắc, cái lúc bế tắc nhất thì phải để cho người ta có cái nước đường để người có cái hướng giải quyết. Các ông có cầm, các ông có dí cái gì vào người ta thì đánh đập người ta cũng chỉ thế thôi. Đúng không? Có em ơi, anh em chị không cần bọn nào làm luôn. À ok, Tùng Nguyễn nhá. Anh em nói chuyện rất hay mà bị anh em bóc mẹ buồn ghê. Tả bá, ok em. Cái gì nó đúng thôi em ơi. Cuộc sống này đấy, em sống đẹp thì không ai người ta bóc mẹ em cả. Dạ vâng, ok anh Sát Thu nhá. Ok anh. Thành phố Hải Dương chào chú, ok chào